Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ 8 rồi. Ok, thì nhân này mình cũng xin kính chúc tất cả những anh em nào đang xem clip này sẽ có một ngày cuối tuần, một ngày chủ nhật thật là vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe nha mọi người. Ok, thì hôm nay mình lại tiếp tục chuyên mục review vũ khí nha mọi người. Và cái vũ khí ngày hôm nay mình muốn review đó là vũ khí bóng Pokemon nha mọi người. Cái vũ khí này lúc trước từ rất là lâu rồi mình cũng đã có làm rồi thì phải. Cái xe là mình mượn nha mọi người. Và mình hiện tại là mình đang test cái vũ khí này bên bản châu Âu mọi người. Thì bao bên đây nó cũng như là bên bản Việt Nam của mình thôi. Bao nó anh em chạy đi ngân tiền cũng thấy rồi này. Bao vũ khí này là 9 tiền nha mọi người. Tấn công ban đầu của vũ khí này là 500 và phạm vi của nó là 100 nha mọi người. Mình sẽ vào trong thư viện để xem khi lên cam thì sát thương của nó là bao nhiêu này. Cái xuống đây thì khi lên cam thì sát thương của vũ khí này là 1800 nha mọi người. Người đam nó thuộc tầm cao đó mọi người, không nhỏ đâu. Ok, như vậy giờ mình sẽ vào trong cái xe này mượn mà bạn này vẫn chưa có mở tháp anh hùng nên mình sẽ vào trong cái đào tập để test nha mọi người. Khá là nhiều anh em yêu cầu mình review cái vũ khí này. Mình cũng đã có làm từ đã lâu lâu lắm mọi người. Nhưng hôm nay mình sẽ làm lại đi. Do nó cũng khá là lâu mà lúc trước đây mình làm nó cũng hơi sai sai. Xem con máy này 122 cả là chiến ok. Sẽ vào luôn nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ quên đổi map đi rồi. Cái map này cũng được. Map này thì khá là dày mọi người. Mình sẽ bay đây đi. Thì mình test cái liên tục ở trên đây trước nha mọi người. Vô không nè. Thì bây giờ mình sẽ test liên tục cái vũ khí này. Liên cái bọn này mới cái level 3 thôi mọi người. Để nó hơi bị thiếu tiền đó. Đó thì anh em cũng đã thấy đó. Thì cái hiệu ứng của vũ khí này là có màu xanh dương nha mọi người. Và cái hình viên đạn thì là quả bóng Pokemon đó mọi người. Giống với cái vũ khí ban đầu của anh em thôi. Thì phạm vi 100 thì mình nghĩ nó cũng khá là to đó mọi người. Ở chỗ này nè. Khá là rộng. Trời ơi, cái con máy này nó phá hết map của mình rồi. Ok, có lẽ mình sẽ bào ở bên góc bên kia luôn mọi người. Thì tiếp theo mình sẽ test tung cho mọi người xem này. Nó cũng khá là rộng đó mọi người. Tại tung của bọn này mới có level 5 thôi đó, chứ còn level 7 thì thôi. Map nào chịu nổi nhờ. Ok, thì tiếp theo có lẽ mình sẽ test bao luôn nha mọi người. Mình sẽ bay qua đây đi. Cái này nó bị toàn quá. Vào cái góc đây, vô không luôn, khá là xịn sò. Xem cái chỗ dày này nó có thủng nổi không nhớ mọi người. Anh em sẽ vào cái chỗ dày này luôn á. Có khi thủng quá mọi người. Đó, thì vũ khí này có 9 tia nha mọi người. Vậy là thiếu 1 tia mọi người. Thiếu 1 tia nữa thì cái map này nó sẽ thủng nha. Độ rộng thì cũng khá là to đó mọi người. Đào chắc là 9 tia đó mọi người, đào hơi phê đó. Và con máy này toàn qua hết luôn ạ. Không có cái gì đâu. Một cái RAM của vũ khí này cũng to nữa mọi người. Vũ khí này anh em cầm vào rank thì cũng khá là ổn đó mọi người. Khá là ok đó chứ. 9 tia thì đào cái này nó cũng sâu đó mọi người, không nhỏ đâu. Bao vào đầu thì anh em cố gắng là bao canh đừng cho nó vào đầu nhiều quá mọi người. Ok, vậy là mình vừa mới test xong như trải nghiệm cái vũ khí bóng Pokemon nha mọi người. Thì vũ khí này có bao 9 tia liên tục không mọi người. Phạm vi 100 và cái độ động của nó cũng khá là to. Hiệu ứng thì cũng khá là đẹp đó mọi người. Cái màu xanh. Ok, vậy là thì anh em có đây là clip mình tới đây thôi nha mọi người. Thì anh em có góp ý thì thắc mắc thì muốn mình làm về cái vũ khí gì thì nhớ để lại bình luận ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì có lẽ là em clip tiếp theo thôi. Xem clip xong thì nhớ cho mình xin một like. Nhớ làm cái ký kênh một trong thông báo để không bỏ lỡ thì video này mới nhất của mình nha. Ok, chúc mọi người có một ngày tốt lành nè. Bye bye mọi người nha.